không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. 4 tuổi, bé Nguyễn Bảo An vẫn rụt rè, ít nói. Sau khi đi khám, gia đình mới biết bé bị chứng bệnh tự kỷ. Cháu tôi ở nhà thì là nó cũng rất nghịch, nhưng mà nó không thấy nói mấy, không nói thành câu mấy. Nhà tôi thì cứ tưởng là nó chậm nói, nên là cũng không để ý gì đến. Điều trị cho những trẻ tự kỷ có nhiều phương pháp trị liệu như hướng dẫn kỹ năng sống tự lập, ứng dụng phân tích hành vi, điều hòa giác quan. Trong đó, việc phối hợp giữa trung tâm với gia đình có vai trò quyết định hiệu quả trị liệu. Ở lớp thì giáo viên sẽ can thiệp và mỗi hôm sẽ có một cái giáo án ngày để gửi về cho gia đình. Phụ huynh sẽ nắm bắt được là về nhà sẽ can thiệp thêm cho con ở nhà nữa thì nó mới có hiệu quả được. Thị xã Phổ Yên là một trong những địa phương có số trẻ tự kỷ cao nhất của tỉnh với hơn 300 trẻ mắc bệnh. Những năm qua, các cấp ngành liên quan của thị xã luôn chú trọng công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ. Chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi, hướng dẫn về các cái chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ, giáo viên của cơ sở, cũng như thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động của cơ sở trên địa bàn. Việc phát hiện sớm trẻ tự kỷ sẽ giúp các em có nhiều cơ hội để trị liệu và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, điều đáng báo động là nhiều bậc cha mẹ không phát hiện con mình tự kỷ hoặc không chịu thừa nhận con mình mắc chứng bệnh này, dẫn đến việc chẩn đoán và điều trị gặp nhiều khó khăn và chậm trễ. Khi mà trẻ sinh ra thì có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng có thể thể chất nó không đảm bảo. Sự phát triển của xã hội và sự quan tâm của gia đình, đặc biệt là bố mẹ, đặc biệt là các gia đình trẻ hiện nay, khi mà cái áp lực công việc nhiều, phải đi làm từ sáng đến tối, cái thời gian gần gũi con cái không có, cho nên đôi khi cũng theo dõi cái sự phát triển của trẻ không có ngó được, ô nhiễm môi trường vân vân cũng tác động đến gia đình, đến đặc biệt là khi các bà mẹ mang thai, có thể ảnh hưởng đến những thai nhi và cái sự phát triển ảnh hưởng đến khi trẻ sinh ra. Theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên hiện có 0,1% số trẻ em bị mắc bệnh tự kỷ, và nguyên nhân chính đó là yếu tố về gia đình. Do vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm săn sóc hơn nữa đối với con em của mình, phát hiện và điều trị sớm để công tác trị liệu đạt hiệu quả cao.